Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với shop của máy tính Phạm Dũng. Ở video hôm nay thì shop sẽ giới thiệu cho các bạn cái con camera siêu khủng đấy, của hãng Vitacam. Mã của camera là DZ3000. Đấy, cái con 3000 này thì nó có đặc tính gì và có những tính năng gì? Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết và cũng hướng dẫn các bạn cách cài đặt và test hình ảnh luôn cho các bạn xem. Đấy. Thì đây về cái con Vitacam DZ3000 này là con PTZ các bạn nhé. Con PTZ tức là các bạn có thể zoom xa zoom gần mà không bị vỡ hình như những dòng camera thường. Và đặc biệt con camera này nó có chế độ xoay 360 độ. Đây là dòng camera ngoài trời với một cái độ phân giải đây rất là LED 3.0 megapixel với chất lượng lên đến Ultra HD 1296p nhé, độ phân giải 2K rồi. Đấy, đây là cái cấu hình của nó này, chuẩn on vít kết nối điện thoại thông minh này, hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB, các bạn có thể xem ở trên TV, điện thoại vân vân. Có chế độ quay quét ban đêm rất là hay. Ứng dụng ở đây sử dụng là ứng dụng Vitacam các bạn nhé. Đấy, con cam này Speed Doom PTZ này. Đấy, tính năng của nó là tuyệt vời luôn. Ban đêm có màu các bạn nhé. Đấy, siêu LED. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra để xem bên trong này nó như thế nào. Đấy, nhiều bạn không biết là bên trong nó như thế nào cả, cho nên là mình phải kiểm tra trước. Đây là phiếu bảo hành, hàng chuẩn công ty luôn. Đấy, đây sách hướng dẫn sử dụng này. Thì bên trong hộp đây chúng ta có một con cam. Ôi, con này nó khủng long đấy nhỉ, rất là to các bạn. Đấy, nhìn trông rất là hầm hố. Cái này các bạn để quan sát ở ngoài bằng thì quá là tuyệt vời. Đấy, rồi mình để tạm đây nhé. Đó, rồi bên trong thì chúng ta sẽ có được cái bộ chống nước này, một cái tô vít nở và ốc vít hết rồi. Đó là bên trong. Rồi quay trở lại với lại camera em nói nhé. Thì ở đây có bốn đèn led này để giúp các bạn quan sát ban đêm nó rõ led và có màu như ban ngày, và bốn cái đèn hồng ngoại ở đây. Đấy, đây là mắt chính của chúng ta, có cả micro giúp các bạn có thể đàm thoại hai chiều luôn. Đấy, và con này có thể xoay 360 độ luôn. Đấy, các bạn thấy không? Xoay 360 độ luôn. Đấy, xoay tròn. Ở mặt phía sau thì các bạn sẽ có để cắm thẻ nhớ đây nhé. Khu vực để các bạn cắm thẻ nhớ này. Trên đây là cái bộ chống nước ở đây các bạn nhé. Chống nước này có hai anten để thu phát thu sóng wifi. Đấy, còn đây là mã của nó này, DZ3000. Đấy, còn đây là chân đế luôn, gắn ở đây các bạn bắt vít ở đây luôn. Đấy, ở đây thì có cái rắc cắm nguồn 12V này. Đây cái bộ nguồn của nó đây. Đấy, bộ nguồn thông số là 12V 2A các bạn nhé. Đây, mình cắm luôn này. Còn cái nút này là để reset camera về mặc định này. Nếu trường hợp nhà bạn thay đổi wifi hoặc các bạn cần cài đặt lại thì chúng ta sẽ nhấn vào đây giữ. Nếu bao giờ nó phát ra tiếng nói thì các bạn bỏ tay ra. Còn đây là kết nối thông qua dây mạng. Nếu như wifi nhà bạn yếu hoặc là không có wifi, các bạn có thể kết nối thông qua cái cổng bằng LAN này nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ cài đặt trên điện thoại này và test thử cái hình ảnh cho các bạn xem. Đấy, sau khi cắm điện vào thì nó khởi động này, các bạn nhìn thấy không? Đó, trông nhìn rất là hầm hố luôn. Loa thì nghe rất là to, phê luôn các bạn. Đấy, nó xoay kiểm tra, khởi động. Đấy, nhìn rất ác.
Rồi, bây giờ nó khởi động xong thì mình sẽ cài đặt trên điện thoại cho các bạn xem nhé. Thì trên điện thoại đấy, các bạn cần cài cho mình cái phần mềm có tên là Vitacam này. Các bạn vào CH Play đối với Android, còn nếu như iPhone ấy thì vào App Store. Đây, chọn Vitacam này. Khi cài đặt xong thì các bạn mở lên, nó sẽ yêu cầu các bạn đăng ký một cái tài khoản. Các bạn sẽ nhấn vào đăng ký này và nhập số điện thoại vào. Thì cái cách đăng ký mình đã làm ở trên video trước rồi. Còn bạn nào chưa hiểu thì hãy để comment dưới video nhé. Rồi, bây giờ ta sẽ bấm vào cái dấu cộng này để thêm này. Đấy. Sau đó chọn vào thêm camera đề nghị này. Chọn bước tiếp theo. Sau đó chọn đấy. Nhập wifi nhà bạn này. Chọn mật khẩu này. Xác nhận là xong. Thì để đặt mua hàng các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên video 0975723045. Hoặc có thể truy cập vào Shopee máy tính Phạm Dũng HD để đặt mua hàng. Thì đây là những cái dòng cam không dây, cho nên cái việc cài đặt cực kỳ là nhanh và đơn giản. Các bạn có thể tự về nhà cài đặt được. Đây, khi cài đặt xong thì nó yêu cầu là thay đổi mật khẩu, các bạn bấm vào đây để thay đổi nhé. Mình đặt tạm 123 này. Tắt này, xác nhận này. Đặt tên cho camera này, chọn lưu lại. Đây. Ta cài được rồi nhá. Bây giờ bấm vào đây xem này. Đấy. Nó yêu cầu là lưu trữ online, tức là trên 50 ấy, mình chọn hủy đi. Ở đây chất lượng là UHD này, Full HD. Đấy, hình ảnh rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ test hình ảnh cho các bạn xem nhé. Đây là cái chất lượng của video nhé. Các bạn xem hình ảnh thực tế của video rất là đẹp luôn. Đấy. Ultra. Khóa LED. Đấy. Zoom lên này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Đây có chế độ bóng đèn đấy nhé, các bạn có thể bật chế độ đèn báo này, hồng ngoại này, hoặc đầy đủ màu thì nó sẽ bật đèn lên ở chế độ ban đêm. Đây các bạn có thể xem được nhiều video cùng một lúc luôn. Ok, để đặt mua hàng thì các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên video nhé, 0975723045. Còn có vấn đề gì cần hỏi thì các bạn hãy liên hệ với mình nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.